Tất cả đạo tràng vang diệu âm, khen Phật sức thanh tịnh khó nghĩ, và còn thành tựu các nhân hạnh, đầy diệu quan thần, nghe thọ được. Tất cả đạo tràng vang diệu âm, tất cả đạo tràng đều diễn sướng pháp âm vì diệu, khen Phật sức thanh tịnh khó nghĩ, khen ngợi sức thanh tịnh của Phật không thể nghĩ bàn, và còn thành tựu các nhân hạnh, và còn thành tựu tất cả nhân địa hạnh môn của chúng sinh, cũng thành tựu nhân địa hạnh môn của chính mình. Đầy diệu quang thần nghe thọ được Vị đạo tràng thần diệu quang chiếu diệu Nghe được diệu âm này Mà thọ được pháp ích Đi theo pháp mà tu hành Lại nữa Túc hành thần bảo ấn thù Được nguồn giải thoát Mưa khắp các bóng sinh hoa hỉ rộng lớn Lại nữa là tiếp tục nói Vị túc hành thần bảo ấn thù này có bảo ấn Hàng phục được bảo môn tả đạo Ngài là thần quản lý chúng sinh túc hành Túc hành có rất nhiều loại có loài hai chân, bốn chân, sáu chân, tám chân, mười chân, thậm chí một trăm chân. Phàm là dùng chân để đi đều gọi là túc hành. Giống như thần đại phục hành, tức là thần túc hành. Vị túc hành thần này kéo về bố thí hay mưa xuống các châu báu, bố thí khắp cho chúng sinh cần dùng, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỉ Ngài đắc được môn giải thoát này Túc hành thần lên hoa quang được môn giải thoát thị hiện thân phật ngồi trên tất cả tòa hoa sen quan sắc khiến cho ai thấy cũng đều hoan hỉ vị túc hành thần lên hoa quang có tòa hoa sen bốn màu hay phóng ra quang minh bốn màu màu xanh thì quang minh xanh màu vàng thì quang minh vàng màu đỏ thì quang minh đỏ màu trắng thì quang minh trắng mùi vị phảng phất hương thơm tinh khiết vi diệu ngài đang được cảnh giới thể hiện được thân phận ngồi ở trên tất quả tòa sen quang sắc khiến cho tất cả chúng sinh ai thấy được đều sinh tâm đại hoan hỷ ngài đắc được môn giải thoát này túc hành thần tối thắng hoa kế được môn giải thoát trong mỗi mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo tràng của tất cả như lai vị túc hành thần tối thắng hoa kế ở trong mỗi tâm niệm kiến lập pháp hội đạo tràng của phật và pháp hội đạo tràng của mười phương chư phật để diễn nói diệu pháp ngài đắc được môn giải thoát này túc hành thần nhiếp trừ thiện kiến được môn giải thoát giờ trần cất bước điều phục được vô biên chúng sinh vị túc hành thần nhiếp trừ thiện kiến đắc được cảnh giới hay nhiếp thọ một thứ thiện kiến giải của tất cả chúng sinh ngài mỗi lần giở tay cất chân đều điều phục được vô biên chúng sinh khiến cho họ đắc được khoái lạc ngài đắc được môn giải thoát này túc hành thần diệu bảo tinh tràng được môn giải thoát trong niệm niệm hóa hiện ra đủ thứ lưới hoa sen quang minh, mưa xuống khắp các thứ châu báu, vang ra âm thanh vì diệu. Vị túc hành thần diệu bảo tinh tràng, ở trong niệm niệm, hay hóa hiện ra đủ thứ lưới hoa sen quang minh, tức cũng là vô lượng quang minh, mưa xuống vô lượng pháp bảo. Ở trong các bóng, ở trong lưới hoa sen, ở trong quang minh, còn vang ra âm thanh diệu pháp thâm sâu vô thượng, để giáo hóa tất cả chúng sinh, ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần lạc thổ diệu âm được môn giải thoát sinh ra vô biên biển hoan hỉ. Vị túc hành thần lạc thổ diệu âm đắc được cảnh giới hay khoái lạc vang ra vô biên diệu âm, tất cả chúng sinh nha được âm thanh vi diệu này đều sinh tâm hoan hỉ rộng lớn như biển, ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần trên đàn thụ quang được môn giải thoát dùng gió thơm giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo tràng. Vị túc hành trên đàn thụ quang đắc được cảnh giới dùng gió thơm trên đàn để thuyết pháp khiến cho chúng sinh ở trong tất cả đạo tràng người được thứ gió thơm này rồi thì đều phát tâm bồ đề sinh tâm giác ngộ ngài đắc được môn giải thoát này túc hành thần liên hoa quang minh được môn giải thoát tất cả lỗ chân lông đều phóng quang minh dễ nói pháp âm vì diệu vị túc hành thần liên hoa quang minh đắc được cảnh giới của phật ở trong mỗi lỗ chân lông của phật đều phóng ra đại quang minh chiếu khắp mười phương mà diễn nói pháp âm thầm sâu vi diệu khiến cho chúng sinh nghe được chân thật nghĩa phật pháp đều y theo pháp tu hành ở trong định được giải thoát ngài đắc được môn giải thoát này túc hành thần vi diệu quang minh được môn giải thoát khắp thân phật phóng ra đủ thứ lưới quang minh chiếu sáng khắp mười phương vị túc hành thần vi diệu quang minh đắc được cảnh giới của phật là thân phật khắp phóng ra lưới quang minh chiếu khắp ba ngàn thế giới phá trừ đen tối khiến cho chúng sinh mười phương pháp giới đều đắc được quang minh ngài đắc được môn giải thoát này túc hành thần tích tập diệu hoa được môn giải thoát khai ngộ tất cả chúng sinh khiến cho sinh biển tan lành Vị Túc hành thần tích tập diệu hoa, đắc được cảnh giới trong những hay khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ đắc được trí huệ siêu nhân, mà còn khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có căn lành thì đều sinh ra căn lành lớn, căn lành của ngài sinh ra nhiều như biển cả, ngài đắc được môn giải thoát này. Bây giờ Túc hành thần bảo ấn thủ nương oai lực của Đức Phật, quan sát khắp tất cả chúng Túc hành thần rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó, vị túc hành thần bảo ấn thủ, nương sức đại oai thần của Phật, quán sát khắp hết thảy nhân duyên của chúng túc hành thần, rồi nói bài kệ bốn câu. Xưa vô lượng kiếp Phật tu hành, cúng dường tất cả các như lai, tâm luôn vui mừng chẳng nhà mỏi, hạnh môn sâu lớn như biển cả. Xưa vô lượng kiếp Phật tu hành, Phật tử vô lượng kiếp đến nay tu tất cả hạnh môn cúng dường chư Phật cúng dường tất cả các như lai khi phật tu hành tại nhân địa thì ngài đều cúng dường hết thảy tất cả chư phật tâm luôn vui mừng chẳng nhà mỏi tuy phật cúng dường chư phật song tâm chẳng mỏi mệt cúng dường phật càng nhiều thì càng sinh tâm vui mừng hạnh môn sâu lớn như biển cả hạnh môn của phật tu rất là sâu xa rất là rộng lớn sâu rộng như biển cả niệm niệm thần thông không thể lường hóa hiện hoa sen đủ thứ hương phật ngồi trên đó dù vãng khắp hồng sắc quang thần nhìn thấy được niệm niệm thần thông không thể lường ở trong niệm niệm nghĩ tưởng đến thần thông của phật không thể suy lường chẳng cách chi biết được yếu kính số lượng bao nhiêu hóa hiện hoa sen đủ thứ hương dùng thần thông của phật để biến hóa thể hiện tất cả hoa sen trên hoa sen còn phóng ra đủ thứ hương thơm khiến cho người nghe thân tâm được thanh lương tự tại Phật ngồi trên đó dù vãng khắp, Phật ngự trên tòa hoa sen mà du vãng khắp hết thảy cõi nước trong mười phương pháp giới để giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh liều khổ được vui. Hồng sắc quang thần nhìn thấy được cảnh giới này diệu không thể tả. Vị túc hành thần hồng sắc quang nhìn thấy được nên ngài minh bạch đạo lý này mà vào môn giải cho này. Pháp chư Phật như lai như vậy chúng hội rộng lớn khắp mười phương thần thông hiện khắp không nghĩ bàn tối tháng hoa thần thấy môn này chư phật như lai pháp như vậy mười phương chư phật tất cả như lai hết thảy phật pháp đều như vậy chúng hội rộng lớn khắp mười phương bất cứ vị phật nào cũng đều hóa hiện chúng hội đạo tràng rộng lớn đầy khắp mười phương thần thông hiện khắp không nghĩ bàn phát hiện ra sức thần thông rộng lớn không thể sánh khó nghĩ bàn tối tháng hoa thần thấy môn này Vị Tức hành Thần Tối Thắng Hoa Kế thấy được và hiểu rõ đạo lý cảnh giới này. Mười phương cõi nước khắp mọi nơi, trong sự dở chân hoặc hạ chân, thảy đều thành tựu các quần sinh, thiện kiến thần ngộ được môn này. Mười phương cõi nước khắp mọi nơi, ở trong mười phương cõi nước hết thảy mọi nơi, trong sự dở chân hoặc hạ chân, ở trong mỗi cõi nước, và dở chân hoặc hạ chân, thảy đều thành tựu các quần sinh. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm Đều vì giáo hóa chúng sinh, thành tựu chúng sinh Khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích Thiện kiến thần ngộ được môn này Vị túc hành thần Nhiếp trừ thiện kiến Ngộ được môn giải thoát này Mà sinh tâm hoan hỷ Hiện thần khắp như số chúng sinh Mỗi mỗi thân hình đầy pháp giới Đều phóng tịnh quang mưa các báu Tình trạng vào được giải thoát này Hiện thần khắp như số chúng sinh có bao nhiêu chúng sinh thì Phật hiện bấy nhiêu thân, thân Phật và số lượng chúng sinh đều đồng nhau. Mỗi mỗi thân hình đầy pháp giới, tùy hiện số thần chúng sinh, trong mỗi thân đều đầy khắp pháp giới. Đều phóng tịnh quang mưa các báu, thần Phật đầy khắp pháp giới, đều phóng ra quang minh thanh tịnh mưa xuống các báu vật. Tinh trạng vào được giải thoát này, bốn giải thoát này bị túc hành thần diệu bảo tinh trạng thâm nhập được cảnh giới như lai không bờ mé khắp dưới mưa pháp đều sung mãn chúng hội thấy phật sinh hoàn hỉ đầy chỗ thấy của diệu âm thanh cảnh giới như lai không bờ mé cảnh giới của phật như hư không chẳng có bờ mé khắp dưới mưa pháp đều sung mãn khắp dưới mưa xuống mưa pháp sung mãn mười phương pháp giới chúng hội thấy phật sinh hoàn hỉ tất cả chúng hội đạo tràng trong mười phương pháp giới thấy được phật đều sinh đại hoan hỉ đây chỗ thấy của diệu âm thanh vị túc hành thần diệu âm thanh tràng giác cụ đạo lý này mà thấy được cảnh giới này âm thanh của phật đồng hư không tất cả âm thanh đều ở trong điều phục khắp hết thảy chúng sinh trên đàn nghe thọ được như vậy âm thanh của phật đồng hư không âm thanh của phật tận hư không khắp pháp giới chẳng có một nơi nào mà chẳng có âm thanh của phật cho nên nói âm thanh của phật đồng như hư không tất cả âm thanh đều ở trong. Phật dùng một âm diễn nói Pháp, theo loài chúng sinh đều hiểu rõ. Người phương Đông nghe được tiếng của người phương Đông, người phương Tây nghe được ngôn ngữ của người phương Tây. Tóm lại là chúng sinh nào thì nghe được tiếng của loài đó, không cần phiên dịch, sao người nghe đều minh bạch, hiểu rõ. Điều phổ khắp, hết thầy chúng sinh, âm thanh của Phật, hàng phục được chúng sinh can cường, dù có nghe được tiếng của Phật cũng quy y tam bảo sư tử nghe được tiếng của phật cũng quy y tam bảo tín thọ phụng hành âm thanh của phật các hết thảy mọi nơi trốn mà vì chúng sinh thuyết pháp khiến cho chúng sinh khó điều khó phục đều y theo pháp mà tu hành trên đàn nghe thọ được như vậy cảnh giới này vì túc hành thần trên đàn thụ quang nghe thọ được mà hiểu rõ cảnh giới của kinh hoàng nghiêm sùng mãn pháp giới được nói là nghe kinh chỉ đọc kinh văn hoặc nghe âm thanh này thì đã trồng xuống vô lượng căn lành nếu hiểu được nghĩa lý nữa thì sẽ tăng trưởng vô lượng căn lành. Cho nên nói cảnh giới của kinh hoa nghiêm diệu không thể tả. Sáng sớm dậy phải lên khóa lễ sáng, ngồi thiền dịch kinh, tối thì phải dự khóa lễ tối, nghe kinh. Đó đều là trừ khử tập khí mà bệnh của chúng ta, tức cũng dạy chúng ta không khỏi vọng tưởng. Tại sao chúng ta không khai ngộ? Vì có vọng tưởng. Phật Pháp có 8 vạn 4 ngàn Pháp môn, môn nào cũng đều vì diệt vọng tưởng song chúng ta vẫn đang phải vọng tưởng đó chẳng phải là đáng thương chăng tất cả lỗ lông vang hóa âm triển dương danh hiệu phật ba đời ai nghe âm này đều hoan hỉ điền hòa quang thần thấy như vậy tất cả lỗ lông vang hóa âm ở trong mỗi lỗ chân lông trên thân của đức phật đều sinh ra diệu âm biến hóa triển dương danh hiệu phật ba đời diệu pháp âm biến hóa này triển dương khen ngợi danh hiệu của tất cả chư phật ba đời Ai nghe âm này đều hoan hỷ Khiến cho tất cả chúng sinh Phạm ai nghe điều diệu âm này đều sinh tâm hoan hỷ Liên hoa quang thần thấy như vậy Vị túc hành thần liên hoa quang minh thấy được cảnh giới này Thân Phật biến hiện không nghĩ bàn Tất cả sắc tướng như biển cả Tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy Đầy sở đắc của diệu quang minh Thân Phật biến hiện không nghĩ bàn Thân Phật biến hóa vô cùng do đó có câu thiên bách ước hóa thân, cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Hết thảy sắc tướng như biển cả, và biến hóa tất cả diệu sắc tướng rộng lớn như biển cả. Tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy, tùy theo tâm niệm của chúng sinh đều khiến cho chúng sinh thấy được thân của Phật. Đầy sở đắc của diệu quang minh, vị túc hành thần vi diệu quang minh, mình bạch được môn giải thoát này. Mười phương khắp hiện đại thần thông, tất cả chúng sinh đều khai ngộ chúng diệu hoa thần nơi pháp này thấy rồi tâm sinh đại hoan hỷ mười phương khắp hiện đại thần thông và thị hiện thần thông rộng lớn ở trong mười phương pháp giới tất cả chúng sinh đều khai ngộ khiến cho tất cả chúng sinh từ trong ngu si đắc được trí huệ chúng diệu hoa thần nơi pháp này vị túc hành thần tích tập diệu hoa rất hứng thú đối với diệu pháp này thấy rồi tâm sinh đại hoan hỷ Ngài nhìn thấy diệu pháp này rồi, đắc được pháp hỷ sung mãn, sinh tâm hoan hỷ. Lại nữa, thần chúng thần tịnh hỷ cảnh giới được mô giải thoát, nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật. Tiếp tục nói đạo lý nghĩa kinh ở trên, vị thân chúng thần tịnh hỷ cảnh giới, có cảnh giới thành tịnh hoàn hỷ, ngài là thần thiên biến vạn hóa nhiều thân, hay nhớ lại thệ nguyện thuở xưa của Đức Phật đã phát ra, tức là rộng túc bố thí, cúng dường chư Phật, phổ độ chúng sinh, đều thành Phật đạo. Những thệ nguyện này rộng lớn thâm sâu như biển cả, chẳng có bờ mé, ngài đắc được môn giải thoát này. Chúng ta phải tu học theo Phật, Phật Pháp vô lượng đại nguyện, chúng ta là đệ tử của Phật, cũng phải phát vô lượng nguyện cầu vô thượng đạo. Nhất là người tu đạo chúng ta cần phải phát đại nguyện sau đó mới đắc được quả báo lớn. Đại nguyện giống như chiếc thuyền qua biển, nếu muốn qua biển cả mà chẳng có thuyền thì không cách chi đến được bờ kia, do đó phát nguyện rất là quan trọng. Thần chúng thần quang chiếu thập phường được một giải thoát, quang mình chiếu khắp vô biển thế giới, vị thân chúng thần quang chiếu thập phương quang minh của ngài chiếu sáng khắp mười phương thế giới hết thảy chúng sinh trong các cõi đều đắc được quang minh này chiếu đến mà sinh ra đại trí huệ minh bạch pháp thế gian là vô thường khổ không vô ngã pháp xuất thế gian là thường lạc ngã tịnh, ngài đắc được môn giải thoát này thân chúng thần hải âm điều phục được môn giải thoát âm thanh lớn giác ngộ khắp tất cả chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ mà điều phục được vị thân chúng thần hải âm điều phục này có âm thanh như hải triều khiến khắp tất cả chúng sinh nghe được thì khai ngộ và điều phục được những chúng sinh can cường khiến cho họ đều sinh đại hoan hỷ chịu nghe sự giáo hóa sửa đổi tập khí mau bệnh không tốt ngài đắc được môn giải thoát này thần chúng thần tịnh hoa nghiêm kế, được một giải thoát thần như hư không chu biến trụ khắp pháp giới vị thân chúng thần tịnh hoa nghiêm kế, minh bạch được thần của phật như hư không chẳng có bờ mé, không chỉ chu biến khắp mười phương pháp giới, mà còn trụ trong pháp giới, Ngài đắc được môn giải thoát này. Thần chúng thần vô lượng oai nghi được môn giải thoát mở bày cho tất cả chúng sinh cảnh giới của chư Phật. Vị thần chúng thần vô lượng oai nghi, minh bạch được Phật, chỉ thị cho tất cả chúng sinh pháp môn cải tả, quy tránh, bỏ mê về giác. Ngài còn minh bạch cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn. Ngài đắc được môn giải thoát này thần chúng thần tối thắng quang nghiêm được một giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh đói thiếu được đầy đủ sắc lực vì thần chúng thần tối thắng qua nghiêm minh bạch Phật hay khiến tất cả chúng sinh bận cùng thiếu thốn đều đắc được thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn lấy niềm vui thiền định làm thức ăn pháp hỷ tràn đầy khí sắc và sức lực đều no nê đầy đủ chúng sinh chẳng đắc được thiền định tức là đói pháp chẳng đắc được pháp hỷ tức là thiếu pháp Tù đạo mà đắc được thiền định và pháp hỷ thì mới đầy đủ sắc lực ngài đắc được môn giải thoát này thần chúng thần tịnh quang hương vần được môn giải thoát trừ phiền não dơ bẩn của tất cả chúng sinh vị thơ chúng thần tịnh quang hương vân minh bạch được phạt diệt trừ phiền não dơ bẩn của tất cả chúng sinh phiền não tức là nhiễm ô nhiễm ô tức là phiền não cả hai đồng một thể mục đích chúng ta tù đạo là biến phiền não thành bồ đề bồ đề tức là thanh tịnh thanh tịnh tức là bồ đề đồng thẻ nhưng khác tên ngài đã được môn giải thoát này người tu đạo nếu không xả đặng phiền não dơ bẩn thì uổng phí công phu giống như người chẳng tu hành chẳng có chút giá trị gì những tỷ kheo tỷ kheo ni và cư sĩ của chùa kim sơn chúng ta nhất định phải trừ sạch phiền não dơ bẩn đừng tranh với mọi người mà phải nhẫn nhục với mọi người do đó có câu nhẫn phiến khắc phong bình lãng tịnh tối nhất bộ hải khoát thiên không nghĩa là nhịn một chút gió yên sóng lặng đổi một bước biển rộng trời cao được như thế thì mọi người hòa bình với nhau hóa địch thành bạn phải biết rằng có duyên mới sống với nhau cùng nghiên cứu Phật pháp nếu dùng phiền não để làm việc thì thủy chung sẽ không thành công cũng không thể thành tựu được tam muội do đó bất cứ làm việc gì đều phải trừ khử phiền não mới sinh tâm bồ đề có người nói hiện nay thế giới này đang hư hoại, đây là quan niệm sai lầm. Thế giới vốn chẳng hư hoại, có người nói thế giới chẳng hư hoại mà con người biến hoại, đây cũng là sự phán đoán sai lầm, người cũng chẳng hư hoại. Lúc này có người hỏi, vậy thế giới chẳng hư hoại, con người cũng chẳng hư hoại, xong thế giới này chẳng thái bình, mọi người tranh đấu với nhau, bạn tranh tôi giành, cứu kính là gì hư hoại, tức là tâm của con người hư hoại. Vì tâm của con người quá hư hoại Cho nên thế giới mới hư hoại Làm cho con người cũng hư hoại Tâm hư hoại rồi thì sẽ tạo nghiệp ác Tạo nghiệp ác thì phải chịu quả báo ác Thọ quả báo ác thì tạo thành thế giới không bình an Bốn con người tốt, thế giới tốt Thì trước hết từ trong tâm của con người làm ra Tâm con người tốt thì thế giới tự nhiên sẽ chẳng có chiến tranh Giống như chùa Kim Sơn có hai vị thì kheo phát tâm ba bước Lại một lại hướng về đỉnh núi cao nhất ở Tây Nhã Đồ, Seattle, tiểu bang Washington, nước Mỹ. Đó là nơi chư Phật tụ hội, song hai vị hành giả tỳ kheo này chẳng phải đại Phật Bồ Tát, mà là vì cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cầu nguyện cho tâm của con người trên thế giới cải ác hướng thiện, tiêu diệt tất cả tai nạn của thế giới, khiến cho nhân loại bình an thế giới thái bình nếu ai ai trước hết cũng từ nội tâm của mình mà làm chẳng có ích kỷ lợi mình chẳng có tham sân gì thì thế giới sẽ thái bình tại sao bây giờ thế giới chẳng thái bình vì tâm tham của ai cũng lớn nhân vật lớn thì có tâm tham lớn nhân vật nhỏ thì có tâm tham nhỏ ai cũng đều có tâm tham tham tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ nhiều hưởng thụ năm dục này người chấp chính thì tham vọng nước của mình rộng lớn kinh tế phổn thịnh cho nên tìm cách xâm lược nước yếu hoặc là dùng văn hóa xâm lược kinh tế xâm lược chính trị xâm lược cuối cùng dẫn đến chiến tranh bùng nổ do đó thế giới không thể thái bình nhân dân muốn phát tài muốn hưởng thụ có xe hơi lại muốn nhà rộng có vợ đẹp lại muốn thiếp sinh từ khi sanh ra cho đến chết đều muốn nhiều tiền cho rằng tiền là vạn năng có tiền thì phạn sự đều hanh thông tiền là trên hết tiền là đệ nhất cho nên tạo thành phong khí xã hội ngày nay không tốt đánh mất đi quan niệm đạo đức hồi xưa tại sao có sự việc như vậy vì vật chất dẫn dụ do đó tầm của con người ấy chẳng như xưa dùng hết tâm cơ tìm hết mưu kế bất chấp thủ đoạn làm cho được mục đích có tầm thảm như thế thì xã hội làm sao yên được. Người tu đạo phải chú trọng tu dưỡng về mặt tinh thần, chứ đừng chú trọng về hưởng thụ vật chất, cho nên để sướng ba y ăn một bữa, khiến cho trừ khử đi tầm thảm dục. Pháp môn hàng đầu trong lục độ là bố thí, bố thí cho chúng sinh, tức chẳng có tâm tham mà có tâm tử bi, do đó các bạn nên phát tâm cúng dường, tâm bố thí, tâm tử bi thần chúng thần thủ hộ nhiếp chỉ được một giải thoát chuyển được nghiệp ma ngu si của tất cả chúng sinh. Vị thân chúng thần thủ hộ nhiếp chỉ chuyển biến được ngu si của tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh trí huệ, chuyển phiền não biến thành bồ đề, chuyển nghiệp ma nhiễm ô thành nghiệp thành tịnh, chỉ cần tu hành giới luật thì sẽ thành tựu ngài đắc được môn giải thoát này. Thần chúng thần phổ hiện nhiếp hóa được môn giải thoát, ở trong khắp tất cả cung điện của thế chủ hiện bày tướng trang nghiêm vị thân chúng thần phổ hiện nhiếp hóa ở trong khắp tất cả cung điện của thế chủ ở hiện bày ra cung điện trang nghiêm khiến cho chúng sinh thấy mà sinh tính tâm và tâm cung kính ngài đắc được môn giải thoát này thần chúng thần bất động quang mình được môn giải thoát Như khắp tất cả chúng sinh khiến cho họ sinh căn lành thanh tịnh vị thân chúng thần bất động quang minh ai nhiếp hóa khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh ra căn lành thanh tịnh. Căn lành này đều là căn lành vô lậu, căn lành cứu kính. Tuy làm lành mà chẳng chấp trước vào tướng lành, làm qua rồi thì tốt, đó là căn lành thanh tịnh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Bây giờ, thần chúng thần tịnh hỷ cảnh giới, nương oai lực của Đức Phật, quán sát tất cả đại chúng thần chúng thần. Rồi nói ra bài kệ rằng, lúc đó vị thần chúng thần tịnh hỷ cảnh giới, đường sức đại oai thần của phật quan sát khắp tất cả đại chúng thần chúng thần, rồi dùng cạ để nói đạo lý trường hàng ở trên. Tôi nhớ tù gì bụi kiếp trước có phật diệu quang hiện ra đời, thế tôn ở chỗ như lai đó phát tâm cúng dường tất cả phật. Tôi nhớ tù gì bụi kiếp trước. Thân chúng thần tịnh hỷ cảnh giới nói, tôi nhớ lại thuở xưa số kiếp nhiều như hạt bụi núi tu di. Có Phật Diệu Quang hiện ra đời, lúc đó có vị Phật hiệu là Diệu Quang, ngài đến thế giới này thành Phật. Thế Tôn ở chỗ như lai đó, khi vị Phật Diệu Quang ra đời, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni bèn phát đại nguyện, phát tâm cúng dường tất cả Phật, phát tâm cúng dường Phật Diệu Quang và cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời thần như lai phóng đại quang minh quang đó sung mãn khắp pháp giới chúng sinh gặp được tâm điều phục để chỗ thấy của chiếu phương thần thần như lai phóng đại quang minh tại sao thân của phật lại phóng quang minh vì tất cả tập khí mau bệnh đều thành tịnh tất cả phiền não đều biến thành bồ đề tất cả đen tối u ám biến thành quang minh cho nên thần của như lai phóng đại quang minh người tu đạo công phu đến nhà thì khai mở đại trí huệ có đại trí huệ thì trên thân sẽ phóng ra quang minh năm màu. Quang minh này hay phá trở đen tối và ai có duyên thì người đó sẽ thấy được quang minh. Phạm là người thấy được quang minh đều sẽ phát tâm bồ đề. Bây giờ không phát tâm thì tương lai chắc chắn sẽ phát tâm. Đời này không phát tâm thì đời sau nhất định sẽ phát tâm. Tóm lại đợi khi nào cơ duyên chín mùi thì nhất định sẽ xuất ra tu đạo. Lấy sự cứu người cứu đời làm trách nhiệm của mình cho nên Phật thường phóng đại quang Minh chiếu soi chúng sinh, khiến cho họ bỏ bụi trần hợp với giác ngộ, thì trở về ngôi nhà như lai. Quang đó dùng mãn khắp pháp giới, quang minh đó của Phật tận hư không khắp pháp giới, chẳng có nơi nào mà chẳng có quang minh của Phật, do đó Phật quang phổ chiếu. Nếu chúng ta quét sạch ngu si phiền não thì sẽ chuyển phiền não thành trí huệ giác ngộ, lúc đó sẽ thấy được quang minh của Phật. Quang minh của Phật như ánh sáng mặt trăng, tâm của chúng sinh như nước. Nếu nước thanh tịnh thì quang minh của Phật sẽ hiện tiền. Tâm chúng sinh thanh tịnh, tức là nước lắng trong thì mặt trăng tự hiện vào. Chúng sinh gặp được tâm điều phụ, phàm ai gặp được quang minh của Phật thì chúng sinh can cường, sẽ hết can cường. Chúng sinh ngu si cũng hết ngu si, chúng sinh phiền não cũng hết phiền não. Tiếp thọ được quang minh của Phật cảm hóa mà hàng phục được tập khí màu bệnh. Đầy chỗ thấy của Chiếu Phương Thần, vị thân chúng thần phổ chiếu thập phương thấy được cảnh giới của môn giải thoát này, tiếng như lai chấn mười phương cõi, tất cả lời lẽ đều viên mãn, giác khắp quần sinh chẳng thểu sót, đều phục nghe được tâm vui mừng, tiếng như lai chấn mười phương cõi, quang minh của Như Lai sung mãn mười phương pháp giới, tiếng của Như Lai chấn động khắp mười phương cõi nước. Tất cả lời lẽ đều viên mãn, lời nói và âm thanh đều viên mãn. Giác khắp quần sinh chẳng thừa sót, giác ngộ khắp tất cả chúng sinh chẳng để sót một chúng sinh nào mà chẳng được giác ngộ. Điều phục nghe được tâm vui mừng, vị thất chúng thần hải âm điều phục, nghe được âm thanh này mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Thần Phật thanh tịnh thường vắng lặng, hiện khắp sắc tướng vô các tướng, trụ khắp như vậy nơi thế gian, nơi chỗ nhập của tịnh hoa thần. Thần Phật thanh tịnh thường vắng lặng, thần Phật thanh tịnh thường vắng lặng, thần Phật không đại động nơi bổn xứ, hiện khắp các sắc vô các tướng. Thần Phật hiện ra khắp tất cả sắc thần diệu hữu, song sắc thân diệu hữu chẳng có tất cả tướng vì là chân không. Trong chân không thấy diệu hữu, diệu hữu tức là chân không, cho nên chẳng có các tướng, do đó có câu. Chư Pháp Tùng Bản Lai thường tự tịch diệt tướng, bất sinh diệt, bất diệt bất khả dĩ nguồn thuyền, nghĩa là nguồn gốc của các pháp, tướng thường tự vắng lặng, không sinh cũng không diệt, không thể dùng lời nói, tức là đạo lý này. Trụ khắp như vậy nơi thế gian, trần không diệu hữu như vậy, trụ khắp hết thảy trong mười phương thế gian, đây chỗ vào của tịnh hoa thần, vị thân chúng thần tịnh hoa nghiêm kế, vào được môn giải thoát này. Đạo sư như vậy không nghĩ bàn, tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy hoặc ngồi hoặc đi hoặc khi đứng vô lượng oai nghi ngộ môn này đạo sư như vậy không nghĩ bàn tiếp dẫn đại đạo sư không thể nghĩ bàn có oai nghi như thế không thể tả có uy đáng sợ có nghi dung đáng kính tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà khiến cho họ được thấy tướng đại oai nghi đi đứng nằm ngồi của phật hoặc ngồi hoặc đi hoặc khi đứng chúng sinh thấy phật Bất cứ đi đứng nằm ngồi đều cho nghiêm đầy đủ oai nghi, tức cũng là 3.000 oai nghi, 8 vạn tế Hạnh đều như pháp. 3.000 oai nghi là gì? Tức là tỳ kheo phải đầy đủ 250 giới. Mỗi giới đủ 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi thành ra 1.000, nói theo ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai thành ra 3.000. Đó là 3.000 oai nghi 8 vạn tế hạnh là gì? Tức là 3.000 oai nghi phối hợp với thần nghiệp Ba Chi sát đạo dâm với khẩu nghiệp 4 Chi Nói dối, nói theo dẹt, nói hai lưỡi trời mắng Thành là 2 vạn 1 000 Lại phối hợp với 3 độc tham sân si và 4 phiền não Tức là 8 vạn 4 000 oai nghi Này chỉ được nói 8 vạn Vô lượng oai nghi ngộ môn này vị thân chúng thần vô lượng oai nghi thấu rõ minh bạch được môn giải thoát này trăm ngàn kiếp khó gặp được phật ra đời lợi ích được tự tại khiến đời đều lìa khổ bần cùng tối thắng qua nghiêm vào môn này trăm ngàn kiếp khó gặp được phật khi chúng ta ra đời thì phật đã vào niết bàn cho nên chẳng dễ gì thấy được phật ở trong tám nạn thì chúng ta rơi vào nạn sinh ra sau phật do đó trong trăm ngàn kiếp cũng chẳng dễ gì gặp được phật dù gặp được Phật cũng chẳng nhận ra Phật Ra đời lợi ích được tự tại Tại sao Phật phải hiện ra đời? Vì muốn lợi ích chúng sinh Muốn độ chúng sinh, lìa khổ được vui Ngài dùng thần thông diệu dụng tự tại Để cứu khổ chúng sinh Ban vui cho chúng sinh Khiến đời đều lìa khổ bần cùng Phật khiến cho hết thảy chúng sinh Trong tất cả thế giới Đều lìa khỏi khổ về bần cùng Đắc được lợi ích của Pháp không hiểu Phật Pháp tức là bẩn cùng, hiểu Phật Pháp tức là giàu sang. Do đó người tu đạo là đại phú ông, là giàu sang thật. Tối thắng quang nghiêm vào môn này, vị thất chúng thần tối thắng quang nghiêm vào được môn giải thoát này. Mỗi mỗi tướng rằng của Như Lai khắp phóng mây thơm đèn sáng rực, tiêu diệt tất cả hoặc chúng sinh, ly cấu vân thần thấy như vậy mỗi mỗi tướng răng của Như Lai. Phật có 40 cái răng, mỗi cái răng đều phóng ra quang minh. Khi Phật diễn nói kinh hòa nghiêm, hội thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng thì phóng quang minh nơi răng, khắp phóng mây thơm đèn sáng rực khắp phóng ra một thứ mây thơm đèn sáng rực rỡ, do đủ thứ ánh sáng mà thành mây lửa ngọn, diệt trừ tất cả hoặc chúng sinh, thứ mê lửa ngọn này hay diệt trừ tất cả mê hoặc của chúng sinh. Mê hoặc tức là kiến tư hoặc, trần xa hoặc, vô minh hoặc và phiền não chướng, sở trì chướng. Ly cấu vân thần thấy như vậy, vị thân chúng thần ly cấu vân thấy được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chúng sinh nhiễm hoặc nên chướng nặng, cứ theo đường ma lưu chuyển luôn như lai mở bầy đường giải thoát, thủ hộ chấp trì ngộ vào được. Chúng sinh nhiễm hoặc nên chướng nặng vì chúng sinh bị pháp nhiễm ô mê hoặc cho nên chẳng thành tịnh không thành tịnh thì sinh ra đủ thứ chướng nặng thứ chướng nặng này che đậy tự tính quang minh cho nên trí huệ bát nhã chẳng hiện tiền cứ theo đường ma lưu chuyển luôn vì bị chướng nặng che đậy vì chẳng có trí huệ cho nên cứ theo đường ma mà lưu chuyển luôn giống như tại chùa kim sơn chúng ta Đã pháp hội nói tránh pháp dạy người cải tà về tránh sau người đến nhà pháp chỉ có ba mươi vị